là đang phi công máy rất nhiều đó, thép đang thép đang đầu luôn, đang đầu hầm luôn rồi. À, cọc này các cọc được đưa di chuyển ở đây nhiều lắm rồi, bắt đầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng đó. Wow, căn nhà này giờ đẹp chưa, càng lên càng đẹp rồi. Đây cái nhà đẹp này, nhà đẹp quá. Rồi đây mình đi theo là đi vòng vòng đó nào, từ dưới vòng xoay Phú Hiệu đi lên thì tầm khoảng 9 phút 10 phút, mình cho là 10 phút đi. Nó vậy. Đó. Hiện tại thi công khá là gắt nha, khá là nhanh nha. Huy động cọc rồi đến về đây hết rồi. Đó, bên cạnh đây là trường mầm non. Bên kia là những căn nhà đang chuẩn bị hoàn thiện để vào ở. Đây là những khu đất đã được phân lô bán nền, đã có sổ xây dựng tự do. Đây thì trẻ con em giờ đưa ra đây là thả diều đây. Giờ thả diều. Rồi đường số 1. Những cái nhánh này là những nhánh đường của dự án Rio Central trước kia. Mấy đất này là được phân lô hết rồi. Từng góc hết rồi. Này khá gió khá là mạnh mọi người, không khí cũng là rất chi là mát. Rồi ok thành dừng.